Nghệ thuật Chiki. Xin chào các em, chúng ta hãy cùng nhau vẽ đền Taj Mahal nhé. Đây là một trong 7 kỳ quan thế giới đấy các em. Chúng ta cùng bắt đầu với những đỉnh tháp nhé. Thêm một cái ngắn hơn nữa này. Bây giờ là một cái mái vòm. Và tiếp theo là thêm một cái mái vòm trung tâm lớn thật đẹp nữa. Chúng ta sẽ vẽ lặp lại cho phía bên kia của đền nhé. Rất là dễ đúng không nào các em? Tiếp đến hãy vẽ một cổng vòm ở đây. Cùng với những cái cửa sổ, mỗi một bên sẽ có 4 cửa sổ như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cửa sổ nhỏ hơn nhé. Nó trông thật là đẹp đúng không các em? Các em hãy vẽ thêm những cửa sổ trên các tòa tháp nữa nhé. Và đến phần thú vị nhất rồi đây, cùng tô màu nào. Chúng ta sẽ tô màu trắng cho tất cả phần nền nhé. Bởi vì đền Taj Mahal được làm bằng đá cẩm thạch trắng đấy các em. Tiếp tục tô nào. Đã đến lúc chúng ta thêm những chi tiết ở đây. Các em hãy dùng màu xám nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ những đường ngang như thế này. Bây giờ các em hãy tô màu cho tất cả những cái cửa sổ đi nào. Tô kín cả cổng vòm nữa. Chúng ta đang làm rất tốt đấy. Và bây giờ là những nét cuối cùng cho mái vòm lớn vô cùng xinh đẹp. Thế là xong rồi. Đây rồi, ngôi đền Taj Mahal thật tráng lệ. Xin chào các bạn nhỏ. Các em đã sẵn sàng để học vẽ chưa nào? Để vẽ một kim tự tháp, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng. Và sau đó là hai hình tam giác ở hai bên.
Bây giờ chúng ta vẽ các đường ngang trên cả hai hình tam giác. Và đây chính là kim tự tháp đấy. Thật là đơn giản phải không các em? Đã đến lúc tô màu rồi. Chúng mình sẽ dùng màu hồng nhé. Tiếp theo là một màu đỏ tươi đáng yêu. Rồi đến màu lam. Màu xanh lá cây xinh xinh. Màu cam nhạt nhẹ nhàng. Và cả màu vàng nữa. Kim tự tháp của chúng ta trông mới tuyệt làm sao. Và ở đây là chút màu đỏ cuối cùng. Ta-da! Hãy cùng xem những màu sắc của chúng ta này các em. Nào là màu hồng, màu đỏ tươi, màu lam, xanh lá cây, màu cam, màu vàng và cả màu đỏ nữa. Wow! Đây là kim tự tháp của chúng ta. Phải tạm biệt nhau rồi. Xin chào các em. Chúng ta cùng bắt đầu học vẽ nhé. Mình cùng bắt đầu với lối vào của tòa lâu đài nào. Chúng ta sẽ thêm một bức tường ở bên phải và bên trái nữa. Các em làm thật là tốt đấy. Bây giờ hãy thêm một tòa tháp với một trái tim nhỏ trên đỉnh nhé. Với tòa tháp chính thì chúng ta sẽ vẽ nó lớn hơn một chút và thêm một cửa sổ ở đây nữa. Vẽ một tòa lâu đài thật là dễ dàng phải không các em? Bây giờ thì chúng ta tô màu cho tòa lâu đài thật lung linh thôi nào. Đầu tiên là màu lam này ở bức tường bên trái và cả bên phải nữa. Như vậy nè các em, một màu vàng đáng yêu cho bức tường trung tâm của chúng ta. Và màu đỏ cho cái cổng nữa nhé. Màu cam cho trái tim. Sau đó màu tím, màu vàng, màu xanh lá, màu hồng đậm và cả màu hồng nhạt nữa. Còn ở đây thì thêm một chút màu lam và màu vàng một lần nữa nè. Wow, một tòa tháp thật là vui nhộn. Chúng ta tiếp tục phần tiếp theo nào. Đầu tiên là màu xanh lam và một lần nữa màu tím, màu vàng, màu xanh lá, màu hồng đậm và cả màu hồng nhạt nữa. Phần còn lại của tháp ở chỗ này, chúng ta sẽ tô màu hồng đậm nhé. Các em ơi, chúng ta sắp hoàn thành rồi đấy. Mình cùng lặp lại các màu tương tự một lần nữa nào. Tòa tháp của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các em đừng quên cửa sổ đây nhé. Ở đây mình sẽ dùng màu xanh lam và vàng nè. Wow, chúng ta đã làm thật tuyệt vời. Đây là tòa lâu đài kỳ diệu của chúng ta này. Các em đã sẵn sàng chinh phục chưa nào? Xin chào các em.
Hôm nay chúng ta hãy cùng vẽ một con tàu vũ trụ nhé. Bắt đầu với một nửa hình tròn và 5 đường xiên như thế này. Tiếp theo là nối những đường này bằng 2 đường cong phía bên dưới. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vẽ những cái chân cho tàu vũ trụ nhé. Chúng ta cũng vẽ thêm những cái nút như thế này để khởi động nữa nhé. Và tàu vũ trụ của chúng ta đã sẵn sàng. Giờ thì cùng nhau tô màu thôi nào. Mình sẽ tô màu cho những đường chúng ta đã vẽ với màu xanh lá cây, màu đỏ. Màu vàng. Và màu hồng nữa này. Tiếp đến phần nửa vòng tròn, chúng ta sẽ dùng màu xanh da trời nhé các em. Đã gần hoàn thành rồi đấy. Chúng ta tiếp tục với những đường cong bằng màu xanh đậm và những cái chân của tàu vũ trụ là màu cam. Đây rồi, tàu vũ trụ của chúng ta đã sẵn sàng. Các em ơi, cùng đi vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị thôi nào. Hey, chào các bạn nhỏ. Hãy nhìn vào ngôi nhà xinh xắn của chị này. Chúng ta hãy cùng nhau vẽ nhé. Bắt đầu thôi nào. Vẽ một hình tam giác cho mái nhà ngay gần cạnh góc tam giác. Chúng ta hãy vẽ thêm một hình chữ nhật ngay bên dưới như thế này. Vẽ thêm một cánh cửa hình chữ nhật đứng và chiếc tay nắm cửa hình tròn. Ở đây thêm cửa sổ hình vuông với các khung đan chéo nhau như thế này. Tiếp đến chúng mình vẽ thêm một khu vườn nhé. Đó là một cái cây tuyệt đẹp bằng một hình chữ nhật và một hình nón. Thêm một hình tròn ở đây với những tam giác nhỏ xung quanh cho ông mặt trời. Bây giờ thì tô màu thôi. Đầu tiên là màu xanh lá cây cho cái cây đáng yêu của chúng ta. Các em có thấy không? Chỉ cần với những hình dạng khác nhau và đặt tất cả chúng lại là ta đã được một bức tranh tuyệt vời rồi đấy. Tiếp theo sẽ là màu nâu cho phần thân cây. Còn những gì trong khu vườn của chúng ta nhỉ? Đó là những bông hoa và những ngọn cỏ. Bây giờ mình sẽ tô màu đỏ cho mái nhà này. Wow, chị rất thích màu đỏ lấp lánh này cho ngôi nhà của chúng ta đấy. Còn các em thì sao nào? Sắp xong rồi này. Và xong rồi. Tiếp tục với màu vàng cho phần thân chính này. Ngôi nhà đang dần trở nên vàng lấp lánh rồi. Nếu các em muốn, các em có thể vẽ thêm những hình nền cho bức tường nữa đấy, như là đường sọc hay zig zag, hay là những hình xoắn tròn này. Các em cũng có thể vẽ thêm những bông hoa bên cạnh ngôi nhà, hay thậm chí là vẽ những viên gạch và tô cho chúng bằng thật nhiều màu sắc khác nhau. Đây rồi, bây giờ mình sẽ dùng đến màu hồng. Khung cửa màu hồng mới đáng yêu làm sao. Nhưng mỗi khung cửa chúng ta sẽ dùng màu khác nhau nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn màu xanh dương và tô xen kẽ với màu hồng như thế này. Các em có thấy như vậy không? Bây giờ là màu tím cho cánh cửa. Wow, màu sắc yêu thích của chị này. Tô xung quanh nắm cửa, rồi tô từ bên này sang bên kia. Phần tay nắm cửa sẽ là màu xanh lá cây. Đúng rồi, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là ông mặt trời màu vàng nữa. Những tia nắng vàng rực rỡ đang chiếu sáng muôn nơi. Tuyệt vời, màu vàng ở đây nữa. Wow, trông thật tuyệt vời. Các em có tin được không? Vẽ một bức tranh đơn giản đến như vậy. Giỏi lắm. Đây rồi, chúng ta đã có một ngôi nhà thật là ấm cúng. Chào các em. Ơi cây thông Noel, hỡi cây thông Noel, những chiếc lá của bạn đang dần đổi thay rồi. Đúng rồi.
rồi các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ và tô màu cho cây thông Noel nhé. Đầu tiên chúng ta hãy vẽ phác thảo cho cái cây. Xong rồi, tô màu thôi nào. Các em hãy tô bằng màu xanh lá cây nhé. Các em nhớ là tô thật gọn gàng và cẩn thận. Tiếp tục đi nào, gần xong rồi đấy. Và tô màu xanh lá cây cho nó đã xong rồi này. Bây giờ các em hãy tô màu nâu cho thân cây. Và cây thông của chúng ta đã được hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ thêm gì ở ngay phía trên đỉnh cây thông nhỉ? Đúng rồi, là một ngôi sao. Đầu tiên là vẽ phác thảo cho ngôi sao. Đúng rồi, những đường thẳng và gọn gàng thế là xong rồi. Đến lúc tô màu cho nó rồi đấy. Một ngôi sao vàng tỏa sáng lấp lánh. Ôi, thật là vui. Tô màu vào nào. Wow, chúng ta gần như hoàn thành rồi. Thật kỳ diệu, ngôi sao của chúng ta cũng đã được hoàn thành. Tiếp đến là gì nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nhau làm đồ trang trí cho cây thông Noel. Đầu tiên vẫn là vẽ phác thảo này. Cái đầu tiên thì có đường xoắn ốc. Và thêm một cái khác thì có đốm nhỏ. Wow! Cái thứ ba thì sao nhỉ? Chúng ta phải làm gì với cái thứ ba đây? Các em hãy vẽ những đường cong lượn sóng đi nào. Hoàn hảo! Đã đến lúc tô màu rồi. Đây là phần yêu thích nhất của chị đấy. Hãy bắt đầu với màu vàng và sau đó là màu tím. Thêm chút màu vàng, chút màu hồng xinh xắn và cả một chút màu xanh lam. Đến cái tiếp theo, một lần nữa hãy bắt đầu với màu vàng đậm nhé các em. Và sau đó là một chút màu vàng, còn ở giữa thì tô màu hồng. Đối với cái thứ ba, một lần nữa tô màu vàng đậm nào. Và màu của Giáng sinh đáng yêu nhất, màu đỏ. Thật gọn gàng và tô cả những đốm nhỏ này. Hãy tô chúng bằng màu vàng nhé. Xong, chúng ta đã hoàn thành những quả châu. Tuyệt vời! Tiếp theo là gì nhỉ? Hãy làm cành hoa nguyệt quế. Đầu tiên là phác thảo, vẽ ba hình tròn. Và sau đó là những chiếc lá. Wow! Chúng ta sẽ vẽ 3 chiếc lá nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng tô màu nào. Đầu tiên là màu xanh lá cây cho những chiếc lá. Các em hãy tô thật đẹp và từ từ thôi nhé. Và sau đó là màu đỏ, xong rồi.
bây giờ chúng ta vẽ một chiếc chuông nào. Đầu tiên vẫn là phác thảo. Và sau đó tô phần trên bằng màu đỏ. Còn màu vàng cho chiếc chuông, đúng rồi, và vàng nữa, xong rồi, chiếc chuông Giáng sinh. Chúng ta tiếp tục làm thêm nhiều đồ trang trí nữa nhé. Và cùng hát lên nào. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tiếp đến là một chiếc bánh quy gừng hình người. Các em tiếp tục phác thảo cho anh ấy nào. Tay, chân và mắt. Và đây rồi, tô mài cho anh ấy thôi. Wow, anh ấy trông thật dễ thương. Tô màu đỏ cho chiếc nơ của anh ấy nữa. Xong rồi. Bây giờ sẽ là phần tuyệt nhất này. Chúng ta hãy đặt những đồ trang trí lên cây thông đi nào. Đây là ngôi sao, quả châu, nhánh nguyệt quế, quả chuông và cả người bánh gừng nữa. Yay! Chúng ta đã làm được rồi. Giỏi lắm các em. Mừng Giáng sinh. Chúc các em có một Giáng sinh thật kỳ diệu. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau học vẽ phòng ngủ nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc vẽ một hình chữ nhật lớn và một hình chữ nhật khác nhỏ hơn bên trong cho chiếc giường như thế này. Chúng ta vẽ hai hình chữ nhật nhỏ cạnh giường và hai hình nhỏ hơn cho tay cầm và vẽ thêm cả một chiếc đèn với một bình hoa ở phía trên nữa. Trên ngăn kéo này, chúng ta sẽ vẽ một chiếc đèn và một chiếc cốc cà phê nhé các em. Chú
chúng ta cũng cần một bức tranh treo đầu giường của mình nữa, phải không nào? Cùng vẽ thôi nào. Vậy là phòng ngủ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Giờ thì cùng tô màu cho nó thôi nào. Ngọn núi này, lá này và gối này đều là màu xanh lá cây nhé các em. Các em có thấy vui không nào? Rồi đến các mặt của ngăn kéo này thì màu hồng. Màu vàng thì cho chiếc đèn, bên trong của ngăn kéo và chăn của chúng ta nữa. Cả dòng sông và mặt trời nữa nhé. Tiếp tục với màu đỏ để tô phía sau giường. Còn màu tím thì cho hình chữ nhật bên dưới cùng với đường viền cho bức tranh của chúng ta nhé các em. Các em nhớ là phải tô cả tay cầm của ngăn kéo và tay cầm của đèn bằng màu xanh da trời đấy nhé. Chúng ta sắp xong rồi. Còn cốc cà phê và bình hoa thì chúng ta sẽ tô bằng màu xanh da trời. Lại tiếp tục tô màu xanh da trời cho bầu trời và phía dưới của chiếc giường nhé các em. Và chúng ta đã hoàn thành rồi. Yeah! Thật thú vị phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một cây đũa thần nhé. Chúng ta hãy thực hiện một điều ước kỳ diệu và cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một hình ngôi sao thật to. Tiếp tục nào. Sau đó chúng ta sẽ vẽ tay cầm nhé. Tốt lắm các em, tiếp tục nào. Thêm những ngôi sao xung quanh nữa nhé, đúng không các em? Đúng rồi. Và tiếp tục vẽ một đường viền thật gọn gàng như thế này nữa. Ôi, đã đến lúc tô màu rồi. Chị muốn tô màu vàng cho ngôi sao. Còn các em thì sao? Phần tay cầm thì chúng ta sẽ tô màu xanh da trời và màu cam nhé. Ôi, thật nóng lòng, muốn được sử dụng cây đũa thần kỳ này quá. Ngôi sao ở đây thì chúng ta sẽ tô những màu khác nhau nhé. Thật là tuyệt, đúng không nào? Và đây rồi, chúng ta đã có chiếc đũa thần kỳ diệu của nghệ thuật Cheeky. Chào mừng các em đã quay trở lại. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ vẽ một cái túi xách nhé. Và nó rất là đơn giản đấy. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Dạ, vậy là chúng ta đã hoàn thành với phần thân túi. Và bây giờ là phần tay cầm, vẽ một nửa vòng tròn
để nối với tay cầm với chiếc túi như thế này này. Và thêm chiếc khóa nữa, sắp xong rồi đấy. Thêm một đường viền thật đẹp nữa này. Các em đã sẵn sàng để tô màu chưa nào? Đầu tiên là màu hồng. Tô. Tô màu hồng cho tất cả này. Tuyệt vời, trông đẹp quá. Và sau đó là màu cam đậm hơn ở đây. Các em nhớ là đừng tô vào chiếc khóa nhé. Ôi, thật là xinh xắn và đáng yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ tô phần dưới của chiếc này. Tô. Cùng tô nào. Phía bên này thì tô màu cam nhé các em. Và sau đó là màu đỏ này. Lại thêm chút màu đỏ này. Wow, thêm một chút màu xanh da trời. Và màu vàng nữa. Và tay cầm thì màu xanh lá cây. Chúng ta đã gần hoàn tất rồi. Yay! Một chiếc túi xách thật tuyệt! Các em hãy tiếp tục theo dõi kênh Nghệ thuật Chiki nhé! Và hãy quay lại để cùng nhau học vẽ nhiều hơn nhé các em! Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn! Nghệ thuật Chiki!